Quỳnh Anh và Ngọc Trì xin thân ái kính chào quý khán thính giả Huấn Luyện TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ hai đầu tuần. Chào Quỳnh Anh. Dạ, Quỳnh Anh xin kính chào quý khán giả của Huấn Luyện TV. Thân ái mến chào Ngọc Trì, thưa anh. Sau mấy ngày lễ thì dư âm để lại là gì Quỳnh? Là mệt. Mệt. Mấy cái này khí hậu Cali của mình hơi khó chịu. Dạ, dạ. Nóng, khô, rồi lạnh nữa. Người nó cứ lừ nhừ, nó làm như cũng muốn cảm cúm hay sao. Cái flu nó len lỏi vô liền, thấy ho, thấy sổ mũi liền. Kính thưa quý vị khán thính giả, phần tin tức chiều ngày hôm nay, đầu tiên là phần tin Hoa Kỳ được gửi đến quý vị với Quỳnh Anh. Mở đầu tin Hoa Kỳ, New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước nguy cơ lây nhiễm biến thể Omicron tăng cao. Thưa quý vị, Thống đốc New York Kathy Hochul tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tăng cao trong mùa đông do biến thể Delta lây lan mạnh và biến thể Omicron mới phát hiện. Tuyên bố có hiệu lực từ ngày 3 tháng 12, sẽ cho phép tiểu bang yêu cầu nguồn lực chống dịch bệnh, tăng khả năng bệnh viện và giải quyết khả năng thiếu hụt nhân viên. Nó cũng cho phép Bộ Y tế tiểu bang hạn chế những ca giải phẫu chưa cấp thiết. Thống đốc Hochul cho biết, chúng ta tiếp tục thấy dấu hiệu lây nhiễm tăng cao trong mùa đông sắp tới. Và mặc dù biến thể Omicron mới chưa xuất hiện ở tiểu bang New York, nó sẽ đến. Quyết định trên được đưa ra vài giờ sau khi thống đốc cho hay văn phòng của bà đang theo dõi sát biến thể mới, chủng virus được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi đầu tuần trước. Biến thể Omicron chứa khoảng 50 đột biến đáng lo ngại so với coronavirus nguyên thủy xuất hiện ở Hoa Lục năm 2019, trong đó có hơn 10 đột biến ở protein gai cho phép virus xâm nhập tế bào người. Hôm thứ Sáu, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt tên cho biến thể mới và gọi đây là biến thể đáng lo ngại. Thông tin này làm chấn động các thị trường trên khắp thế giới, với Dow ghi nhận ngày tệ nhất trong hơn một năm qua, trong khi đáng lẽ phải là ngày lớn nhất cho các nhà bán lẻ. Hoa Kỳ cùng Canada và nhiều nước Âu Châu sau đó cấm hành khách từ nhiều nước ở miền Nam Phi Châu. Bà Hochul một lần nữa kêu gọi người dân New York đi chích ngừa, nói rằng chỉ còn chưa đến 10% người trưởng thành trong tiểu bang chưa chích liều vaccine nào. Bà nhấn mạnh vaccine vẫn là vũ khí hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Người dân New York nên đi chích ngừa và người đã chích ngừa đầy đủ cần chích liều tăng cường. Dân biểu Cộng hòa Lauren Boebert xin lỗi vì nói xấu và bài Hồi giáo. Dân biểu Cộng hòa Lauren Boebert là một người ủng hộ trung thành của cựu Tổng thống Donald Trump. Đã xin lỗi sau khi ám chỉ một đồng nghiệp đảng Dân chủ là dân biểu Ilhan Omar, là thành viên của nhóm Jihad tại Điện Capitol. Trên Twitter thì bà Boebert đã viết: "Tôi xin lỗi bất kỳ ai trong cộng đồng Hồi giáo mà tôi đã làm phiền lòng vì bình luận của tôi về dân biểu Omar. Tôi đã đến văn phòng của bà ấy và nói chuyện trực tiếp với bà ta. Có rất nhiều điều bất đồng chính sách cần tập trung thay vì những điều gây sao lãng không cần thiết này." Bà đưa ra lời xin lỗi sau khi trên Twitter đã xuất hiện một đoạn video mà bà đã phát biểu tại một sự kiện ở tiểu bang quê nhà Colorado, nơi bà nói là bà vào thang máy tại Điện Capitol khi bà thấy một cảnh sát của Điện Capitol đã chạy về hướng của bà. Bà cho hay, "Tôi thấy sự lo lắng trên gương mặt của ông ta. Và khi ông ta đến, cửa đang đóng lại. Như thể tôi không mở nó ra được. Tôi nhìn lại và thấy bà Ilhan Omar. Tôi thầm nghĩ, may quá, bà ta không mang theo ba lô nên chúng ta sẽ bình yên." Bà cho biết rằng đây không phải là lần đầu tiên mà phải đối diện với nhóm Jihad. Bà Boebert đã nằm trong nhóm dân biểu Cộng hòa ủng hộ mạnh mẽ cho Donald Trump và cũng là người thường xuyên nói xấu và xúc phạm đến các đồng nghiệp tại Hạ viện. Bà Omar cho biết sự việc bà Boebert đã mô tả chưa bao giờ xảy ra và niềm tin mù quáng bài Hồi giáo không phải là trò cười và không nên xem là bình thường. Bà Omar đã kêu gọi lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện là Kevin McCarthy và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thực hiện hành động phù hợp. Trong thông cáo thì bà Pelosi và các lãnh đạo dân chủ khác tại Hạ viện cho hay, bình luận và hành động bài Hồi giáo liên tiếp của bà Boebert với dân biểu Ilhan Omar là xúc phạm và đáng lo ngại.
Phía Dân Chủ đề nghị lãnh đạo Cộng Hòa giải quyết vấn đề này với bà ta và đưa ra hành động thực tế để mà ngăn chặn kỳ thị chủng tộc. Người mua sắm ngày Black Friday hoảng loạn vì các vụ nổ súng ở North Carolina và tiểu bang Washington. Bạo lực súng đạn bùng phát tại các cửa hàng bán lẻ đông đúc người mua sắm sau lễ tạ ơn ở North Carolina và tiểu bang Washington hôm thứ Sáu, khiến khách hàng tại hai địa điểm này phải tìm nơi ẩn nấp và tổng cộng có 7 người bị thương. Tại một thương xá ở Durham, North Carolina, cảnh sát trưởng thành phố Patrick Andrews cho biết, cuộc đấu súng giữa hai nhóm quen biết nhau làm 3 người bị đạn văng trúng và 3 người khác bị thương trong cuộc hỗn loạn sau đó. Thương tích của 6 người đều không nguy hiểm đến tính mạng. Bà cho hay, hiện chưa rõ có nạn nhân nào nằm trong số những người tham gia cuộc đấu súng hay không, và đa số những người liên quan đã tẩu thoát khỏi hiện trường mặc dù một người bị tạm giữ. Trong cuộc họp báo, bà Andrews cho biết cảnh sát thu giữ một khẩu súng. Một nhân viên thương xá cho hay, anh nghe thấy 6 tiếng súng vang lên trong thương xá, khiến người mua sắm chen nhau chạy đến lối thoát hiểm gần nhất. Thương xá The Street at South Point phong tỏa và di tản khi cảnh sát lùng sục khắp trung tâm mua sắm. Trước đó không lâu, nhân viên bảo vệ bắn một người bị nghi ngờ đánh cắp hàng hóa tại một siêu thị Walmart trong lúc cãi vã ở thành phố Kennewick, miền đông tiểu bang Washington. Vụ nổ súng xảy ra khi nghi phạm chĩa súng vào nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ sau đó rút súng ra và bắn nghi phạm. Nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường nhưng bị bắt giữ tại căn nhà ở gần đó. Nghi phạm có 9 trác bắt giữ trước đó và nay đối diện thêm tội cướp tài sản. Giới chức y tế California theo dõi sát biến thể COVID-19 Omicron. Giới chức y tế tiểu bang vào hôm Chủ nhật xác nhận họ đang theo dõi sát những diễn biến liên quan đến biến thể COVID-19 Omicron mới phát hiện và đang lan rộng khắp thế giới. Bác sĩ Thomas J. Aragon là giám đốc cơ quan y tế công cộng Cali cho biết là Cali đang theo dõi sát biến thể này, mặc dù biến thể này chưa xuất hiện ở tại Cali hay ở tại Hoa Kỳ. Vaccine tiếp tục là phương cách hiệu quả nhất để bảo vệ chúng ta khỏi bị bệnh nặng trước các biến thể của COVID-19. Cơ quan y tế nỗ lực hết sức để bảo đảm người dân Cali chích ngừa an toàn, hiệu quả và miễn phí, giúp ngăn chặn bệnh nặng và tử vong. Cơ quan y tế tiểu bang cho hay California thiết lập liên hệ đối tác công tư qua sáng kiến mang tên là COVIDNet để mà cung cấp cho tiểu bang trình tự gen giúp hiểu rõ và ngăn chặn COVID-19 lây lan. Chương trình này sẽ hỗ trợ để phát hiện biến thể Omicron sớm ở tại California. Tiểu bang cũng liên lạc với Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC để thu thập thông tin nhằm hỗ trợ cho các cơ quan y tế địa phương và bệnh viện. Trong khi đó, thì bác sĩ Francis Collins là giám đốc Viện Y tế Quốc gia NIH vào hôm Chủ nhật đã nhấn mạnh, hiện thì chưa có dữ liệu cho thấy biến thể mới gây ra bệnh nặng hơn những biến thể trước đó. Và trong chương trình State of the Union của đài CNN, ông Collins cho biết rằng, biến thể mới lây nhiễm mạnh hơn khi nhìn vào cách mà nó lây lan nhanh chóng tại nhiều khu vực ở tại Nam Phi. Do đó có thể nói là đặc điểm của nó là dễ lây truyền từ người sang người. Nhưng chúng ta chưa biết là nó có lây nhiễm mạnh hơn biến thể Delta hay không. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của HNTV chiều nay, và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.